bạn đến Thắng Vlog nha. Đây anh em mình món gì vậy? Đùi gà. Món gì anh? Nướng gà. Gà gì? Gà nướng sốt. Sốt rồi. Sốt rồi. Rồi anh. Giới thiệu trước anh. Đây là Thuận à. Đây là Nhân. Đây là Phong. Đây là Nhật. Đây là anh mình nha. Rồi đây mọi người. Rồi qua đốt cái tay bây giờ. Đây là anh em mình có hai bịch gà. Đùi gà. Này mua đó. Đến từ đâu vậy? Vinmart à? Mỹ à? Rồi đúng rồi, California. Rồi ok. Mình sốt, bây giờ đâu? Anh em mình đang làm châm lửa, châm lửa. Nó ngu như vậy. Sốt đây không? Xiêu mất cái tay rồi. Sốt gà chiên nha mọi người. Đây. Anh em mình sẽ làm món đó với cái này. Ướp cái đi, ướp cái đã. Rồi tắt ơi. À thằng chết rồi. Chết giờ thì nó ướp nha mọi người. Được rồi. Cái nào cháy? Tới nữa cũng cháy à. Còn còn cái tối gì chưa ăn á. Mấy cái mùi chim. Ai quên đừng đốt nhiều. Thơm không? Thơm không? Thơm không? Cái mùi gà chi miếng mắm á. Nghe đi. Eww. Mày im. Đúng rồi. Trời ơi, này nướng gà chiên nướng mắm. Lạ lạ. Nhiều không? Ướp đi Nhật đấy. Ướp đi, ướp đi. Đây có thời gian nhiều. Đây mai chủ nhật cũng đâu làm gì đâu, đâu học đâu. Có thời gian nhiều chứ đi nấu ăn hôm nay nè. Chiều nó ăn đi. Không mà chiều anh cứ mua đồ đi dễ một tí chịu. Không ăn được. Còn lấy bên tay ướp thương chung không? Nó tay ướp bên kia thôi. Mấy cái vậy? 10 cái. Ở bên 5 cái đúng không? Ở bên 5 cái mà. Uống hết nước rồi. Đó. Đây kiếm củi đi. Củi luôn. Cần dụng đó. Không, củi luôn cho nó cháy lâu hơn á. Ăn nửa rưỡi cái này lại nè, xong rồi để gà vô. Anh thủ bữa nay kiếm một chai nước mới à. Lấy đó chờ lại nha. Để gà. Nhưng đầu bếp. Rồi tụi nó ướp xong mình sẽ quay tới nha mọi người. Nó cái này làm ăn cái mày làm. Ướp vậy mới đậm chất này mọi người. Ăn quá lại. Nó mới đậm chất được. Rồi, ướp đi. Mình nó sẽ xong mọi người. Quay bên. Thì này nó đang ướp. Đây, giờ mình sẽ nướng nha. Ok, tay cũng làm xong. Ô, ngon mời bạn ăn nha. Chào bạn. Kẹp lại. Đừng rung. Ê, khỏi kẹp bạn nha, khỏi kẹp bạn đi. Kẹp lại đi. Ừ, kẹp lại đi cho dễ. Ôi, dễ. Xích hai cục đá vô. Nào. Hai cục này bên cạnh vô nè. Kia nữa. Đấy. Rồi nè. Gấp lại. Trời ơi. Ngồi không? Ơi, đưa lên nữa ơi. Trên cho cái đi luôn. Đem. Rồi ngừng lại đây. Đem. Cứng vậy? Mặc cái gì trời? Đây. Nó dập hơi lố rồi đó nhỉ? Ừ. Là hồi nó quay xong mình sẽ quay tiếp. Nó rung á. Nè. Cầm chân quay đi. Quay. Cầm chân quay vô để đây nè, cảnh nó rất nhạt vô. Bốn cái rồi. Hai thằng cuối cùng bên nhau á. Bếp này nghỉ lên dương không? Lên trời ơi. Trời ơi. Chưa. Không mà. Biết chưa chín. Để lâu quá nó đen rồi là bụi luôn á. Đen rồi là cụ bắp luôn. Một hồi em lấy cái cây xíu mở ra lấy cây trở lại. Khỏi. Ăn ngon mà, nó ăn được. Chưa có cháy cái màu điểm mà thành thuộc than. Trời, để cái nhạc bay chỉ cái tay vô. Nó nghe nhạc cái tay không? Ờ quên, đụt người ra quá rồi. Có nhiều bếp nha. Mày nha. Cái bàn này của tao.
Ơi gọi được nha, gọi nha. Đừng tắt nha. Tắt rồi quyện cái đó. Thì con này nó vậy nó ướp nha mọi người. Này thì lấy để cho tôm nhiều hơn. Mày gà, thằng ghê gà, thằng mù, thằng ạ. Ừ, mù. Là bác xem bây giờ mù nít. Ủa gì giống mù vậy ta? Bây giờ mù nít. Mù hả? Thế là đợi tụi mù chứ. Chơi không? Xấu hả? Cái xe hai cái bảy trước, bảo in gì còn đẹp lắm nè. Ông chưa khác mà. Ông khác thì khác gì cũng không được ăn đi ra. Đang nướng ngoài rồi. Bảo chạy chạy coi có cái lá nào bự không. Nước này có thuận đó hả thuận đó. Nghe biết cái bàn này các bạn này bước lên rồi. Nước này có thuận không? Có cái bàn kìa bước lên kìa. Đúng rồi để nè. Để xíu đi. Coi có cái lá nào bự không? Để của mày. Mày nữa. Đó. Từ nửa đêm lên mà. Có cái lá nào bự không? Rồi một hồi. Cái này. Ờ giờ cứ thổi cái kia nó lên á. Ê cầm cầm lên thổi đi. Tí lót rồi á. Giống như cây á. À, lá chuối hả? Lá chuối mà. À lá bự đó nó chân chân gà luôn đó. À. Không lớn. Lá chuối là phải rửa rồi. Khô lắm anh em. Cái chân. Có không? Mà hiểu rồi. Cái này đi ghép nhạc bây giờ. Cái nhạc thì mấy cái nhạc nào không giúp bản quyền á. Ghép ghép nhạc Hàn Quốc vô. Đi ghép nhạc là được. Ghép nhạc thì mấy cái gì thấy gì thấy bữa anh em nghe nhạc BTS mà mỗi nhạc chiêu thôi xong coi nhũ luôn. Mở biết thôi, mở biết thôi. Chiêu xong coi nhũ luôn. Thôi ghép bài Happy Birthday với bữa đây. Bảo nướng gà mà Happy Birthday. Thôi bay. Cái gì đó mà nãy bảo bảo chồng cái tay vô cửa thôi. Thôi mà. Đợi xuống. Khi nào mới chín? Chú biết không? Máu mà thấy cái gì chứ còn máu. Rồi ăn máu mà. Rồi ăn máu mà nó nặng. Ngâm cái đùi luôn á. Được á, được á. Làm gì vậy? Đồ mới quay, quay tự động rồi. Đồ quay 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 heo biết không được không? Chưa ba cái giữa chính trước á. Ba cái giữa trước. Hai cái cạnh bỏ vô với cái cục thuộc bỏ vô luôn. Chưa bao giờ tôi thấy. Rồi hiểu rồi, có cái giùm mày khác cái nè. Thơm thơm. Hiểu có cái giùm mày khác cái nè. Nó chứ đâu. Nướng đi. Còn đó là làm gì bên hông cái chỗ cọc qua giấy. Bên hông đi, đứng bên hông đi. Đứng nướng giữa nữa nó bên hông á. Để bên hông đó. Trời đó, ơi. Tháo ra đổi vị trí đi. Ừ tháo ra đổi vị trí được á. Vị trí đi. Có gì bắt à? Bắt cái gì ăn giờ? Lung tung nó nhiều không em? Nó cái rắn chín gà bò nhảy mà nướng ăn luôn. Ừ. Bò nhảy đi. Lung tung đi. Anh nghĩ lung tung hợp lý á. Nhưng mà lục. Nắng ác lắm luôn rồi. Mua theo kem chống nắng. Ủa ai biết tụi mày đi bắt chi? Chưa nắng nhà tao ngủ vô liệu tao ngủ mua theo nội đi bắt mua theo hai chai kem chống nắng mới vừa nhiều thằng. Ê cút kinh nghiệm á, mốt mà có đi về á, đi về buổi tối chiều buổi tối á chị đi tối. Ừ. Đi chiều tối má rút kinh nghiệm chứ đi chiều ha. Đi chiều tầm 5 giờ được ngày hôm sau sinh hoạt nguyên ngày không tối về. Ê rút kinh nghiệm á. Nạp á, nạp wifi nhiều vô. Ờ, nào tranh thủ cái lộn quá đi. Chứ bữa đó wifi ngồi vụn á. Đúng rồi, em sao không giới hạn tới tháng rưỡi đó được. Không giới hạn luôn, giờ em chia sẻ số muốn làm gì làm. Chắc đi. Bỏ mất hết tiếng mà. Yes. Một tiếng thấp rồi, hết rồi. Một tiếng mà không. Ủa, em cặt rồi, lũ nói đâu đó. Tại mày á, mày là người ra đầu tiên á. Ê, thiếu cái kìa. Nghe cái luôn nè. Bảo nhét thêm cái cho Bảo. Ôi luôn nè, nhét cây luôn nè.
Đây bay. Rồi. Chụp hình lấy đi, chụp hình lấy cho nó. Rồi. Cầm máy chụp hình lấy. Nhớ nãy mấy này bự. Bảo bảo dừng dừng cái. Nhớ nãy mấy này bự mà sao chín, giờ. Cái nào chín rồi để qua kia đi. Nào chín để qua kia. Hắn vô chụp hình lại làm ảnh thu nhỏ đẹp hơn nè. Kìa, cái nào chín rồi để qua kia. Đúng không? Bao tay thằng Hoàng anh, bao tay thằng Hoàng. Ơ chụp đi bảo. Bảo chụp đi đó. Bảo này làm ảnh thu nhỏ đẹp hơn nè. Tự nhiên cái nít của anh già chữ sinh nhật anh á, chú mừng sinh nhật á. Không, không phải. Tháng 12. Tháng 12 anh dùng tháng Minh Thuận nè là tháng nước có 2 cái sinh nhật luôn á. Ừ. Đẹp. Em cái nè. Mày ngày mấy? Anh tháng ngày mấy? Tháng ngày mấy? Anh 6. Cùng 25. Ủa lâu mà, không có cách sao sao không sao. Mày nhiêu? Tao tháng 10, 3 tháng 10, Bảo 15, 25 tháng 11. Trời ơi, đeo ơi. Ủa, vậy là Bảo gần nhà anh á. Nó ngày 11 tháng 25 mà. Nó gần anh. Mỹ. Còn anh Lan sinh nhật nhiêu? Anh Lan gần nhà anh Lan. Anh Lan gần nhà anh. Ôi, 3 tháng 12. 3 tháng 12 luôn hả? Ngày mai. Rồi tháng 12 chú kênh mạc mà. Gần nhà, gần ngày Thuận nữa. Tháng 12 chú kênh mạc mà. Ông giật là ba mưa cho thừa đó. Ủa rồi ba mưa tất tay ờ quên lộn được á được á gì tất tay em tháng 12 mà tháng 12 cho tháng 1 tới tất tay tất tay tháng 2 đào đào á bóng pháo hoa bà trước hôm nay chưa có được đi không có đâu mày có hôm nay có hôm nay có ai dẫn đầu đi dẫn hoài theo bị đông năm 2020 với anh Khang thì từ 6 giờ tới ừ tới đó anh em đảm bảo ừ rồi hay không. À, đừng có nói cái đừng có nói cao đao hay là tháng gì á sự kiện là anh em mình đi em đi à, sao nổi rồi đủ nổi rồi sớm ra đứng hôm đứng qua đứng em còn nhưng mà nổi đi ra là hôm nay tan về chỗ chụp hình ừ buồn lắm cái này chưa đâu đấy đó ơi giờ giờ thôi hai con anh đi cái gì đi đèn nhẹ đúng không. Ủa, à, ăn bụng gà, ăn bụng gà. Ăn bụng à. Ăn vừa uống xong ăn. Gì cả? Vậy ăn được ăn à. Ăn bụng thăm mày. Rồi bịch đá để tan hết luôn anh em cảnh quá. Ơi, ra muốn bị đá trời. Để đi hết giờ. Xong chưa? Còn lâu lắm anh. Nướng đi, nướng 9-6 cái đi ăn đi rồi nướng đi. Canh ngó ngó hai cái điện thoại nha Bảo. Không. Hồi qua quay lại mất hai cái đó. Tắt nha. Tắt rồi xong rồi quay anh em mình ăn luôn. Rồi. Quay rồi. Dạ. Rồi. Đó rồi. Để làm nghe đi. Hai hai giả hả? Cái này là làm gì? Để anh đừng cầm bao tay. Đưa chưa? Cầm bao tay anh đông không? Đâu. Trời. Quỷ hả? Quay rồi đó. Báo rồi. Ok. Lấy thêm bịch đi. Để chấm lại đi. Để. Lấy thêm bịch chấm lại nè. Vô. Bịch đây. Bịch nữa. Cái nữa. Lấy đi trời. Rồi em đã hiểu không? Giờ ở đây hiểu không? Rồi hiện tại thì mình nướng xong rồi nha. Giờ chắc là mình sẽ quất bên đây hả? Rồi mời mọi người nha. Đó. Đây mình sẽ mời anh lớn nha. Mời mọi người nha. Đây anh lớn nè. Rồi cho anh. Ôi. Anh đứng bàn rồi. Rồi mọi người nha. Mời mọi người nha. Ăn hết nha. Mời người nha. Mọi người ăn nước chảy rồi. Ngon. Ơi. Nó có mùi dày chín mắm. Nước tốt mà. Cắm chạy. Mời cắm chạy. Ờ, nó cục quá kìa. Ngoại giòn hả? Dạ ngon.
Dạ không. Dạ nào ăn không? Nói đi. Dạ ngon không bận? Dạ nè. Nói gì đi. Nói là chỉ con mình ăn. Quả ghê nè. Quay mở đó là... Mỗi nhà mở quá ha. Chỗ 2, 4, 5 hàng quá. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi á. Ăn yên tỉnh luôn rồi. Dạ nè. Kỹ ra. Đâu ai nghĩ đến công của mấy người đi mua chạy. Đâu ai nghĩ công đến băm luôn. Mày ngồi kế anh nghe bảo. Đi đâu bành mình không? Có hai thằng đó. Cái bên đó. Cái thằng cặp mình đó. Nhà đó mỏng. Mày chung thắng mỗi năm cái da da gà hết luôn rồi. Trời, nó quay vậy? Lúc nó bay lượm. Thôi em ra đá banh nha. Đi à. Mắt mắt đắt mắt cười gì chứ. Biết mắt chó mà chỉ anh đèn vô. Chỉ đèn vô, mắt đắt đi chen luôn. Không mày nhìn giống thiệt. Hết mày. Ê anh em mở mở mắt to lên nhìn vô đi. Anh Thái Thái nhìn vô đây anh Thái. Sao mày ngẫu vậy?
Bây giờ mình sẽ vô review mọi người nha. Mai làm video. Ê, cảm giác ăn sao Nhân? Thịt nó mềm, mỏng nước, ngon lắm, thơm nữa. Ok, rồi này nữa sao? Hả? Cảm nhận sao? Ngon à? Thơm, ngọt. Ngọt hay sao nữa? Thơm. Béo ngại chứ. Béo ngại à. Ok, này sao? Thì mình cũng như y chang một đó giờ, nhưng mà có điều mà hơi khác. Rồi đây sao? Anh cũng có điều mà có nước rửa tay thôi. Ăn cũng ngon, ăn đi. Chút tay vô lửa. Rồi còn cuối cùng sao? Thịt hai chó. Thịt nó ngon như thịt VinMart bán không mọi người? Thôi không, nó ăn hai cái mọi người. Mời mấy này chết rồi. Này báo à. Ui, lửa đẹp vậy. Cái này phải làm lửa vậy. Không biết để bên đây nè. Mà mình là ăn. Mọi người tiếp tục ăn nha, mình sẽ đá banh nha. Ok, anh tháng cái chân kìa. Mày cầm thôi. Mày gì nữa, đùi gà rồi. Tắt đi. Đùi gà chú ơi, đùi gà rồi. Đùi gà rồi. Trời mấy mày đâu cái gì mày không luôn. Tắt mày theo đi. Tắt ha. Ừ. Trời mình sao không nói ông ngoại. Nè. Ông dọn đi kìa. Vẽ rồi. Ok nữa mọi người, thấy video này hay cho mình xin một like gài như là mình cũng share để anh em mình có nhiều lần ca nhiều clip hay và chất lượng của mọi người coi nha. Bây giờ chào tạm biệt mọi người, bye 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 bye.